Để chuẩn bị tốt cho tiết học, cô mời các em lấy sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2, vở chính tả, bút mực, bút chì, bảng con, phấn và giấy nháp ra nhé. Bây giờ, cô mời các em mở sách giáo khoa trang 49 và 50. Nghe cô đọc đoạn, các em cần viết nào? Các em hãy lắng nghe cô đọc đoạn bài ở trang 50, từ thấy nói là học trò cho đến người trói người, và các em đọc thầm theo cô. Đối đáp với vua: thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau: nước trong leo lẻo cá đớp cá. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, cào bá quát lấy cảnh mình đang bị trói đối lại luôn: trời nắng chang chang, người trói người. Vừa rồi các em đã được cô nghe cô đọc. Vậy bây giờ cô mời các em đọc bài cho cô một lần trong khoảng 2 phút. Nào, mời các em bắt đầu đọc bài. Các em đã đọc bài xong chưa? Qua nội dung bài, các em hãy suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát phải đối? Chúng mình đã có câu trả lời chưa nhỉ? À, vua bắt Cao Bá Quát phải đối vì nghe nói là học trò. Các em lắng nghe và trả lời câu hỏi số 2. Hai vế đối trong đoạn chính tả viết như thế nào? Nhìn vào bài, các em có thể phát hiện ra ngay là hai câu cô đã tô màu trên màn hình. Đó là nước trong leo lẻo, cá đớp cá và trời nắng chang chang, người trói người. Các em nhớ khi viết vào vở cần cách lề hai ô nhé. Các em trả lời cho cô câu hỏi số 3. Đoạn văn có mấy câu? Các em cùng đếm nào. Các em có nhận thấy đoạn văn có 5 câu không? Câu 1: thấy nói là học trò cho đến thì mới tha. Câu 2: nhìn thấy trên mặt hồ cho đến vế đối như sau. Câu 3: nước trong leo lẻo cá đớp cá. Câu 4: chẳng cần nghĩ ngợi cho đến đối lại luôn. Câu 5: trời nắng chang chang, người trói người. Đó là 5 câu các em nhé. Các em trả lời tiếp cho câu hỏi số 4. Đoạn văn có những chữ nào cần viết hoa? Vì sao? À, đó là những chữ nằm ở đầu câu, đầu đoạn như chữ thấy, chữ nhìn, nước, chẳng, trời và tên riêng Cao Bá Quát. Các em nhớ phải viết hoa nhé.
nhìn vào bài các em hãy tự viết ra nháp những chữ nào mà mình cảm thấy khó viết nhé. Mời các em bắt đầu viết vào nháp. Các em đã viết xong chưa? Ở đây cô ví dụ một số từ các em có thể hay viết sai như từ tức cảnh, vế đối, leo lẻo, cá đớp cá, cao bá quát, trói. Vậy để các em viết đúng những từ khó này, cô mời các em lấy bảng con ra, nghe cô đọc, chúng ta luyện viết nhé. Các em đã sẵn sàng viết vào bảng con chưa nào? Mời các em nghe cô đọc từ đầu tiên. Các em viết cho cô từ tức cảnh. Các em xem kết quả trên màn hình. Cô khen bạn nào viết đúng, còn bạn nào viết chưa đúng các em nhớ sửa lại. Chú ý, tiếng tức có vần ư cờ ức. Các em viết tiếp cho cô từ vế đối. Các em so sánh với kết quả trên màn hình. Các em chú ý, tiếng đối có vần ôi ôi. Các em viết tiếp cho cô từ leo lẻo. Các em cùng xem kết quả. Các em lưu ý, từ leo lẻo đều có vần eol, riêng tiếng lẻo có thêm dấu hỏi. Nào, mời các em viết tiếp cho cô từ cá đớp cá. Các em so sánh với kết quả của cô. Chúng ta nhớ chú ý tiếng đớp có vần ơ pờ ớp nhé. Các em viết từ tiếp theo, cao bá quát. Các em xem kết quả. Chú ý viết hòa chữ cái đầu mỗi tiếng nhé, vì đây là tên riêng của người. Các em viết tiếp cho cô từ cuối cùng vào bảng con, từ trói. Các em so sánh với kết quả của cô. Trong từ này các em chú ý có vần o i i.
Vừa rồi các em đã được luyện viết những từ khó mà cô hy vọng ở bài chính tả bạn nào cũng viết đúng và viết đẹp. Mời các em mở vở chính tả, chúng ta chuẩn bị viết bài nào. Các em đã chuẩn bị vở bút xong chưa nào? Bây giờ các em chú ý nghe cô đọc cả bài một lần trước khi chúng ta viết bài. Đối đáp với vua. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau. Nước trong leo lẻo cá đớp cá, chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, cào bá quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn. Trời nắng chang chang, người trói người. Mời các em chuẩn bị viết bài. Trước khi viết bài, các em hãy gấp sách lại, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, mắt cách vở 25 đến 30 cm. Các em nhớ lại cách trình bày bài trong vở khi viết đoạn văn là chữ đầu đoạn lùi vào một ô ly nhé. Sau đó, các em nghe cô đọc từng câu và từng cụm từ cho chúng ta viết. Nào, các em bắt đầu viết bài. Đối đáp với vua. Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Thấy nói là học trò, phải thấy nói là học trò phải vua ra lệnh. Vua ra lệnh. Cho cậu phải đối. Cho cậu phải đối. Được một vế đối. Được một vế đối.
thì mới tha. Thì mới tha. Chấm. Các em nghe cô đọc soát lại câu. Thấy nói là học trò phải vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Chấm. Các em nghe viết tiếp. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vua tức cảnh đọc vế đối như sau. Nhìn thấy trên mặt hồ nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau phải đang đuổi nhau phải vua tức cảnh vua tức cảnh đọc vế đối như sau. Hai chấm. Đọc vế đối như sau. Hai chấm.
các em nghe cô đọc soát lại câu. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau. Phải vua tức cảnh đọc vế đối như sau. Hai chấm xuống dòng, các em lùi vào hai ô viết. Nước trong leo lẻo cá đớp cá. Nước trong leo lẻo nước trong leo lẻo cá đớp cá. Chấm. Cá đớp cá. Chấm. Các em soát lại câu. Nước trong leo lẻo cá đớp cá. Chấm. Xuống dòng, lùi vào một ô. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá quát lấy cảnh mình đang bị trói đối lại luôn. Chẳng cần nghĩ ngợi chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì phải lâu la gì phải Cao Bá quát. Các em nhớ viết hoa tên riêng. Cao Bá quát. Lấy cảnh lấy cảnh mình đang bị trói phải mình đang bị trói phải
đối lại luôn. Hai chấm. Đối lại luôn. Hai chấm. Các em soát lại câu. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, phải cao bá quát lấy cảnh mình đang bị trói, phải đối lại luôn. Hai chấm. Xuống dòng, lùi vào hai ô viết. Trời nắng chang chang, người trói người. Trời nắng chang chang, trời nắng chang chang. Người trói người. Chấm. Người trói người. Chấm. Các em soát lại câu. Trời nắng chang chang, người trói người. Chấm. Hết bài. Các em xuống dòng viết tên tác giả. Theo Quốc Trấn. Theo Quốc Trấn. Bây giờ các em lấy bút chì, chúng ta chuẩn bị soát lỗi. Các em nghe cô đọc, lấy bút chì, soát lỗi, xem mình còn thiếu dấu chấm, dấu phẩy và gạch chân những lỗi nào mà mình còn sai nhé. Thấy nói là học trò phẩy, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Chấm. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, phải vua tức cảnh đọc vế đối như sau. Hai chấm. Xuống dòng. Nước trong leo lẻo, cá đớp cá. Chấm. Xuống dòng. Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, phải cao bá quát lấy cảnh mình đang bị trói, phải đối lại luôn. Hai chấm. Xuống dòng. Trời nắng chang chang, người trói người. Chấm. Cô khen những bạn đã viết đúng, viết đẹp. Bạn nào còn viết sai chính tả, các em hãy thống kê số lỗi và sửa lỗi thành những chữ đúng.
viết xuống bên dưới bài chính tả mỗi chữ một dòng nhé. Các em xem tiêu chí để sửa lỗi trên màn hình. Các em đã sửa lỗi xong chưa nào? Bây giờ cô mời các em lấy vở bài tập tiếng Việt 3, tập 2 để chúng ta làm bài tập.